vị khách quý, trang vàng đã điểm, giờ vàng đã tới. Lời đầu tiên cho phép MC nhiệt tình xin được thay mặt cho hai bên gia đình đã lời cho cô dâu và chú rể, và một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về cổng hoa để cùng chào đón đôi tân lang và tân gia nhân đẹp và hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể Ánh Khuyên sánh duy cùng với cô dâu Ngọc Lý. Ngọc Lý, Ánh Khuyên vẫn xin được trân trọng kính mời. Khiến cô dâu và chú rể của chúng ta đang tay trong tay dìu dắt nhau đi trên những bước đường đầu tiên của cuộc đời. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn, rất hồng nhiệt, trị giá 1 tỷ đồng dành cho đôi bạn trẻ, được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đúng là xuân về cho chúc thêm xanh, cho mai gặp chúc, cho anh gặp nàng, xuân về vui xóm vui làng, cho đôi bạn trẻ thắm tình duyên đôi, gặp xuân ta giữa xuân chơi, cốc ca chén rượu là nơi đi về. Mùa xuân đúng là mùa của tình yêu, mùa xuân là mùa của mọi điều ước mơ, và mùa xuân anh đợi em chờ, mùa xuân ước hẹn bây giờ là đây. Quả cau xanh có biến cho vàng, anh ngồi quạt thóc để nàng quay thơ, nhưng lại chợt nhớ rằng công cha thì như núi Thái Sơn, nhớ mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, mà che già thì ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai bố Quảng Văn Lâm và mẹ Quảng Thị Đoàn sẽ cùng nắm chặt tay nhau di chuyển về phía sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể, đứng cạnh chú rể Ánh Khuyên đẹp trai nhất năm 2022 của chúng tôi ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và để nối tiếp chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái bố Cà Văn Tích và mẹ Cà Thị Tường sẽ cùng nắm chặt tay nhau dẻo bước trở về sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể, đứng cạnh cô dâu Ngọc Lý xinh đẹp tuyệt trần dạng người nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng đại trần dẻo bước trở về sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể, để đứng cạnh đôi cặp đôi uyên ương hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Và như vậy là mọi nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đã hiện diện đông đủ trên sân khấu hạnh phúc của chúng tôi rồi. Cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị trân trọng và kính mến. Và để tỏ lòng thành kính đến toàn thể quý vị đã có mặt đông đủ tại buổi lễ thành hôn của chú rể Ánh Khuyên sánh duyên cùng với cô dâu Ngọc Lý trong buổi trưa ngày hôm nay, ngay sau đây nhiệt tình xin được phép bắt nhịp để cho cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng có một lời cúi chào thật sâu gửi đến toàn thể quý vị khách quý. Và lời cúi chào xin được phép bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đúng là yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, đá vàng cố quyết mà phong ba cũng liều, ước gì sông Đà chỉ có một gang, núi kia cao 1 mét để anh sang với nàng, đón nàng về ở cùng anh, mái tranh hạnh phúc trọn đời bên nhau. Mà trăm năm thì chỉ có một ngày, mà một ngày thì chỉ có giờ này đẹp thôi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị trân trọng và kính mến, sau một khoảng thời gian quen biết tìm hiểu đủ dài và đủ lâu, thì đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình, và đám cưới ngày hôm nay chính là sự minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ đó. Hai bạn đã yêu nhau đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ và đủ cả chữ duyên, và đặc biệt hôm nay đủ cả quan viên bốn họ hai nhà, chúng ta có mặt đông đủ tại đây để cùng chứng kiến lễ thành hôn của hai bạn. Một lần nữa ban tổ chức không để quý vị phải chờ lâu thêm một phút giây nào nữa, ban tổ chức xin được long trọng loa tin mừng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Ánh Khuyên sánh duyên cùng với cô dâu Ngọc Lý. Ngọc Lý, Ánh Khuyên xin được chính thức bắt đầu. Và một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị, được không ạ?
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kể từ ngày hôm nay, đôi trái tim non sẽ hòa chung nhịp đập, đôi bạn trẻ sẽ về chung mái ấm gia đình kể từ đêm nay, để rồi chung chăn chung chiếu chung phong chung bành, cùng ôm đời nở tiếng than và cùng chung niềm hạnh phúc với một đàn con sinh, chung hương con đường nhỏ về nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, và để tình yêu của hai bạn sẽ đẹp như áng mây hồng, tựa như chiếc đèn lồng sánh đôi. Ắt trầu thì phải nhớ tới vôi, khen ai nung nấu cho vôi tôi mặt mà để hai họ thêm đậm đà, thì đôi câu phát biểu gọi là như sau. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị trân trọng và kính mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại nhất của hai con mình, thì chắc hẳn các đấng sinh thành của chúng ta không thể nói nên lời. Và ngay sau đây, cho phép nhiệt tình xin được đại diện cho hai bên gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể gửi đến toàn thể quý vị vài lời tiếng Thái ạ. Chúc mừng bà mẹ bị nằm hạt sườn khai ni lệ quán hẹn liều sòng con hôm chắc thương xú ầu lệ quán báo cánh xào sòng con hôm chắc tô xếp hạ ải chân ăn hổ phú nói chắc ẩu má phá hổ má nói chắc ẩu má dài xài phú sùng đính chuân má kiều có nhăn nghi quảng nặng phần triền niên niên nặng phần sát nghi khát nặng bịt nòi cốt cà tắt tòng tè na su mây ó má mờ nì mang sòng hứt có cằn trọt chớ lì xiềng hứt tánh lầu mình trù mây bó lúc tà mây ảo ả chú con má phong mây lại ải lại nòng sòng phái ma muồn trong bùn tè na cái này lấy bách má liều quần trái cỏ chắc ẩu là quần nòng sắc chít quần hông bày lời hừng chứ lên phó giáo công thả bưng bìa là bấu hù ai ngần bó sòn tà cặt tung trắng lò há chí mi tòng xù trường bấu đủ cặt hầy giò rú tìm bư hâu na thầu kế bầu tàn bó khổng chiên gian là riêng nối tàm chứ không tạc tày không tế ải ở bầy sắc cổ lầy nong hóc còi khước trở dườn tài bư diện ó chóng sắc nà bìa dườn phủ khó mi bàn lân phát hàng hầy má xuồn quàng chân đan ế cánh ải hóc bông sòng phái mang trở tè na ó má mờ nì sòng chân xung khỏi nhân sáo lầy mười đì bên trần mười sắn bếp chất mười đẹp chất đì vì chất bần mà có những người tánh nhìn tánh khóc ở sòng lù sòng làn hóc cơ ba mở xung hải xung êm xung pò xung mè hóc có những văn xỉa vỉa bản bấu trà vỉa na bấu hù ở gần mắt tù mất vua ở sòng lù sòng làn sòng phái chú hất xung khỏi mờ nì khỏi cổ bấm mít sằng hưởng xưa chứ sòng chú ở xung hải xung êm xung pò xung mè khỏi cổ lất chắc hảo hẳn khăn bành phủ dệt vỉa bản mắt tím chờ bàn dệt cán mương ở mắt tướng trở hù phủ tánh ca phải ca lầy tướng màn khồng phủ rú lòng rú na ở mi phà tổ màu phủ liệng mù tàu ở mắt nhớ sùng dao phủ bê mi phở sáu lầy phở phủ chờ bàn phủ bê mi làn ở mi làn bó phong khen hù phủ bê mi chù sáu lầy chù chờ lì mi nơ su mải su bê mơ ai em ơi ở cần tổ mưa nòi như nào. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và trong ngày vui, ngày phúc trọng đại nhất của cuộc đời mình, thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ còn nhận được rất nhiều món quà yêu thương đến từ toàn thể quý vị cũng như đại diện hai bên gia đình. Và ngay sau đây, cho phép nhiệt tình xin được trân trọng kính mời gia đình chú chuyên nghiệp sẽ có món quà yêu thương để trao cho cô dâu và chú rể trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời món quà yêu thương đến từ gia đình chú chuyên nghiệp. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, những món quà yêu thương mà cô dâu và chú rể nhận được trên sân khấu ngày hôm nay sẽ là sợi chỉ hồng, sợi chỉ xe xanh để cho cô dâu và chú rể làm hành trang đem đi đến hết cả cuộc đời. Và những vòng kiềng yêu thương là một vòng tròn tuyệt mỹ, không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay sẽ không bao giờ dừng lại, và xin được chúc cho mối tình thâm dài của hai bên gia đình bền chặt gắn bó keo sơn, và xin được chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể hạnh phúc trăm năm và trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đang được chứng kiến những khoảnh khắc rất là tuyệt vời của đôi bạn trẻ trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị trân trọng và kính mến, và để nối tiếp chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời gia đình bố mẹ chồng sẽ trao tặng cho cô dâu và chú rể trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay những món quà yêu thương, những kỷ vật đầu đời của mình. Tôi xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình bố mẹ chồng sẽ lên sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể để trao cho cô dâu và chú rể những món quà yêu thương, những kỷ vật đầu đời. Vâng, xin được trân trọng kính mời.
xin được trân trọng kính mời món quà yêu thương của gia đình bố mẹ chồng ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đây là những món quà yêu thương, những kỷ vật đầu đời để cho con dâu và chú rể của chúng ta làm hành trang đem đi đến hết cả cuộc đời. Chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc, những giây phút rất là hạnh phúc của đôi bạn trẻ cùng đại diện hai bên gia đình trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta một lần nữa vang lên những tràng vỗ tay thật lớn, rất nồng nhiệt, được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Và nối tiếp chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Tiên Truyền, gia đình chú Phương Thiên sẽ di chuyển về phía sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể để trao cho cô dâu và chú rể những món quà yêu thương, những kỷ vật đầu đời của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Tiên Triều và gia đình chú Phương Thiên ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời những món quà yêu thương của toàn thể quý vị cùng đại diện hai bên gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn gia đình chú Chiết Nhược, gia đình bố mẹ chồng, xin được trân trọng cảm ơn. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn gia đình cậu Tiên Triều và gia đình chú Phương Thiên những món quà yêu thương. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để nối tiếp chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình chú Hà Thông, gia đình chú Mạnh Dũng sẽ di chuyển về phía sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể, trao cho cô dâu và chú rể những món quà yêu thương, những kỷ vật đầu đời. Tôi xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang được chứng kiến những khoảnh khắc, những giây phút rất là tuyệt vời của cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhiều món quà là những tình yêu của toàn thể quý vị đã trao cho cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Và xin được chúc cho toàn thể quý vị khách quý cùng đại diện hai bên gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và đối tiếp chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời gia đình chú Chi Điền và gia đình anh Hải Anh sẽ cùng di chuyển về phía sân khấu hạnh phúc của cô dâu và chú rể để trao cho cô dâu và chú rể những món quà yêu thương, những kỷ vật đầu đời của mình. Tôi xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đang được chứng kiến cô dâu và chú rể của chúng ta cùng đại diện hai bên gia đình không thể giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc của mình, và những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên sân khấu hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể vang lên một tràng vỗ tay thật lớn, rất nồng nhiệt, được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Và một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn gia đình bố mẹ chồng, gia đình cậu Tiên Triều, gia đình chú Phương Thiên, gia đình chú Chuyên Nghiệp, gia đình chú Hà Thông, gia đình chú Mạnh Dũng đã dành tình cảm yêu thương dành cho cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể, quả thật là những giây phút rất là hạnh phúc, được không ạ? Rất tuyệt vời. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn gia đình chú Chi Điền và gia đình anh Hải Anh. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và xin được chúc cho toàn thể quý vị cùng đại diện hai bên gia đình, chúc cho mối tình tham gia của hai bên gia đình bền chặt keo sơn, và chúc cho toàn thể quý vị bước sang một năm mới an khang hạnh phúc. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn những bậc làm cha làm mẹ, những bậc đấng sinh thành,
và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trong ngày vui, ngày phúc trọng đại nhất của cuộc đời mình, cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ còn phải trải qua rất nhiều nghi lễ và nghi thức khác nhau trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Và một trong những nghi lễ nghi thức không thể thiếu đó chính là khi rượu champagne chính thức khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Ánh Quyên sẽ nắm chặt tay cô dâu Ngọc Lý trở về phía tháp ly tình yêu để cùng khi rượu champagne chính thức khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể Ánh Quyên của chúng ta sẽ bật nắp chai rượu champagne đầu tiên của ban tổ chức. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể lắc chai rượu champagne đi ạ. Sóc đi ạ. Ngày hôm nay là ngày của cô dâu và chú rể, hãy cười thật tươi lên và sóc mạnh mẽ lên đi ạ. Không biết là chú rể của chúng ta biết bắn bia không nhỉ? Vâng, hãy mạnh mẽ như lúc bắn bia ấy ạ. Vâng, chú rể hãy bật nắp chai rượu đi ạ. Mạnh mẽ lên chú rể ơi. Vâng, rất tuyệt vời. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay chung tay, đầu sát bên đầu, rót rượu lên tháp ly tình yêu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị trân trọng và kính mến, chúng ta đang được chứng kiến những dòng rượu đang chảy trong tháp ly, được ví như nước và mật ngọt. Nước sẽ tưới cho tình yêu của đôi bạn trẻ được tươi thắm, mật ngọt sẽ là hương vị tô điểm cho cuộc sống lứa đôi. Đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay đã cùng nguyện ước với nhau rằng sẽ nắm tay nhau thật chặt, sẽ giữ tay nhau thật lâu, để rồi cùng hứa với nhau một câu sẽ cùng đi đến cuối con đường. Và cuối con đường ấy ngày hôm nay chính là sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ. Dạ vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ chuyển sang chai rượu champagne thứ hai của ban tổ chức. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vẫn như cũ nha chú rể nhé, lắc sóc thật mạnh và lắc thật mạnh đi ạ. Ngày hôm nay là ngày của cô dâu và chú rể, đôi bạn trẻ muốn sóc muốn lắc thế nào thì tùy hai bạn nhé. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể ạ. Mạnh mẽ lên ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, một nửa chai rượu champagne sẽ rót lên tháp ly tình yêu, và một nửa còn lại xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể rót lên 6 ly rượu tình rượu hiếu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đang được chứng kiến những khoảnh khắc rất là tuyệt vời của đôi bạn trẻ trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là nước biển mênh mông không bắt đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thân gầy cha che chở đời con. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ nâng những ly rượu tình rượu hiếu lên đấng song thân của mình. Xin được trân trọng kính mời chú rể Ánh Quyên mến yêu của chúng ta nâng hai ly rượu tình rượu hiếu lên đấng song thân của cô dâu. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu Ngọc Lý của chúng ta nâng hai ly rượu tình rượu hiếu lên đấng song thân của chú rể. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đúng là chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ nâng hai ly rượu của mình lên. Và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ sẽ tiến về giữa sân khấu đi ạ. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng có những cái cùng ly thật là hạnh phúc trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, những khoảnh khắc rất là tuyệt vời đúng không thưa toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể tiến lên một bước ạ. Xin được trân trọng kính mời chú rể Ánh Quyên đẹp trai nhất năm 2022 của chúng tôi quay mặt về phía cô dâu 37 độ 5 đi ạ. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu Ngọc Lý quay mặt về phía chú rể 35 độ 7 đi ạ. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ quắc tay nhau đi ạ. Hai bạn quắc tay nhau đi ạ. Chú rể tiến gần hơn cô dâu đi ạ. Cô dâu tiến lại gần hơn chú rể nữa đi ạ. Gần chưa ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, gần chưa ạ? Quý vị ơi, cô dâu và chú rể đã gần nhau chưa nhỉ? Gần nhau rồi đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý. Và để gần hơn thì để không gian riêng tư của cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ chúng ta chỉ chứng kiến như thế này thôi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại nhất của cuộc đời mình, một lần nữa cho phép nhiệt tình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng rót đầy ly rượu hạnh phúc của mình và cùng đứng lên để hòa chung với niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình được không ạ? Số 2, số 5 ơi!
mới đi kín lòng từ những cơn nắng sớm mai xuống em nữa. Và một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Quý vị ơi, bên anh chị, các anh trai ngày hôm nay rất là khỏe khoắn, rất là to. Và bên các chị gái thì sao ạ? Một lần nữa nhá. Quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa? Ngay sau đây nhiệt tình xin được phép bắt nhịp. 1, 2, 3, quý vị sẽ dô thật to. 1, 2, 3, quý vị dô to nữa. Và 1, 2, 3, chúng ta sẽ cùng dô đều. Chúc mừng hạnh phúc nhá. Quý vị thuộc bài chưa nhờ? Thuộc bài chưa ạ? Cái này rất là dễ, giống như kiểu quy cá át của chúng ta thôi đúng không ạ? Quý vị ơi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng đứng lên để hòa chung với niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Và xin được trân trọng cảm ơn của toàn thể quý vị những tình cảm rất là tuyệt vời đã dành cho nhật tình ngày hôm nay. Quý vị ơi, bốn bát rồi ạ, rất là tuyệt vời.